Cầm máy rồi về, ra con về được rồi nhá. Chiều hôm nay bố mày đồng linh kiện luôn. Bố mày nói thẳng là thế luôn. Thôi, bỏ ra này. Tao nói mày nghe này. Tao vừa gọi cho chú rồi. Chú bảo với tao ấy là chiều hôm nay chú đánh giấy về. Nói thật mày thế. Thôi thì tới chiều mang về chia tay nó luôn. Mày bỏ ra ra, tao hỏi mày cái sổ đỏ kia đâu? Thì chiều mang về cho anh. Tao đéo biết là mày chiều mang về hay không. Bây giờ tao muốn sổ đỏ luôn đây. Hay là mày bán rồi hả? Hay là bây giờ bán rồi? Em cất đi, em không cầm về đâu. Chuyện em đâu cầm người đâu làm gì. Mày đừng nói điêu với tao. Bây giờ mẹ đang ốm ở nhà, mày có về mày thăm mẹ một lần nào không hả? Mẹ đang ốm ở nhà kia, mày thăm mẹ lần nào không? Từ lúc mà mày đi giờ hả? Từ từ thì em về em thăm tại anh với mẹ. Mày đứng mạnh ra, tao đéo nói chuyện mày. Nó là chuyện đéo thằng những cái thằng bạn. Những thằng bạn tao ấy có em ấy, đéo thằng nào như mày luôn, nó thật mày thế. Bây giờ mình đến nhà người yêu mình. Người yêu mình gọi lên là bán sổ đỏ. Không biết được tìm được người chưa. Bây giờ phải lên nhà mình, lên người yêu mình tìm xem là chỗ nào bán được rẻ nhanh. Chết rồi, mình phải báo công an thật rồi. Cháu sẽ lên trong lồng. Rồi, sao thằng Mạnh kia là Mạnh. Đấy, nó yêu cái con bé đó ở dưới chỗ đoạn chạy kìa. Xong bây giờ là hai đứa chúng nó là... Nó báo công an rồi thôi, nó kiện rồi. Nó là em ruột luôn. Xong bây giờ là bán rồi. Tưởng nó đùa, nó trêu, nó thật à? Thì là chú cứ, chiều hôm nay là chú cứ đánh tập về nhà. Chú gửi cái đó. Chú đánh sẵn đấy, xong chú gửi về nhà cái con bé tên là Xuân ấy, nó ở dưới thật chạy ấy. Đấy, chú cứ làm thẳng tay rồi là bao nhiêu tiền thì cháu gửi. Dạ má không ăn. Nó cứ nghĩ tưởng là nó dọa bây giờ thì chứ. Nó lại em thay cho má không ăn. Nó lại không sợ cái loại thứ kia, bố mẹ cháu cứ gàn thì cháu cứ. Nhưng mà bảo là cho nó đi chạy luôn. Chứ bây giờ là nếu mà nó đi chạy nhá, nó lại mất dạy ấy, nó hư hỏng chú ạ. Mẹ má không cần công an. Vâng. Không sợ. Nói chung là kể cả em này, em thật nhưng mà cháu kệ nó luôn. Mày giỏi lắm, đi đảm bảo công an. Vâng, vâng, hôm nay cứ giúp đỡ cháu nha, rồi là có gì cháu sẽ quay nhà chú có chuyện chú xong. Vâng. Má, nó dám gọi công an thật. Mày em tưởng nó đùa. Má. Chúng cứ thẳng tay cho tao luôn. Không gọi không? Mày đi đâu về đây rồi? Tao đi qua đây là sao? Mày đang đi đâu? Tao đi đâu mày hỏi làm gì? Tao vừa gọi cho chú rồi đấy, tao báo công an rồi đấy. Tao báo là chiều hôm nay tao đánh giấy về cho mày đấy. Mày đừng có dọa tao, mày nghĩ tao đéo dọa, tao vừa gọi xong cái này. Mày hiểu được hiểu không? Tao đéo dọa mặt mày đâu. Cả con Xuân nữa, ngày mai tao đánh giấy cho tao về rồi. Mày dọa cái này mày nữa. Sổ đỏ đâu rồi? Sổ đỏ, mày hỏi làm cái gì? Sổ đỏ đâu? Tao cũng không để cầm theo người đâu mày hỏi hỏi. Mẹ ấy đây làm ở giường kìa, đang ốm ở giường kìa. Mày cầm sổ đỏ đi, tao hỏi mày như mày bán sổ đỏ đi. Mày lừa cái con đàn bà đấy, nó cho mày cái gì không hả? Hay là mẹ hồi trước mẹ nuôi mày từ bé đến giờ hả? Mẹ nuôi mày từ bé đến giờ, bây giờ mày cầm sổ đỏ mới đi bán, mày đưa tiền cho con đấy. Tao hỏi mày con đấy nó cho mày cái gì không hả? Tao bán là tao lấy tiền để tao xài chứ tao cho nó cái gì? Tao đéo biết là mày xài cái gì hay mày chơi bời cái gì, nhưng mà mày bán mày đưa tiền cho nó. Tôi hỏi mày có ngu không? Tôi hỏi tất cả mọi người, tất cả những thằng chơi cùng mày, nó có thằng như thế không? Tao chả ngu gì cả. Hả? Tao chơi là việc của tao chứ. Mày chơi là việc của mày, nhưng mà đừng liên quan đến gia đình, đừng liên quan gì đến bố mẹ. Mày liên quan đến bố mẹ khổ. Mẹ nhà mày đưa con này có sổ đỏ đâu? Sổ đỏ đâu ơi, tao bị xử án rồi. Lấy cái rỏ về, nhanh lên. Tôi đeo lấy. Cầm cái rỏ về, ra, không lấy được rỏ nhá. Chiều hôm nay bố mày lộp linh kiện luôn. Bố mày nói thẳng là thế luôn. Thôi, bỏ ra ra này. Tao nói mày nghe này. Tao vừa gọi cho chú rồi. Chú bảo với tao ấy là chiều hôm nay chú đánh giấy về. Nói thật mày thế. Thôi thì tới chiều mang về em chia tay nó luôn. Mày bỏ ra ra, tao hỏi mày cái sổ đỏ kia đâu? Thì chiều mang về cho anh. Tao đéo biết là mày chiều mang về hay không. Bây giờ tao muốn sổ đỏ luôn đây. Hay là mày bán rồi hả? Hay là bây giờ bán rồi? Em cất đi, em không cầm về đâu. Chuyện em đâu cầm người đâu làm gì. Mày đừng nói điêu với tao, bây giờ mẹ đang ốm ở nhà, mày có về mày thăm mẹ một lần nào không hả? Mẹ đang ốm ở nhà kia, mày thăm mẹ lần nào không? Từ lúc mà mày đi giờ hả? Từ từ thì em về em thăm tại anh với mẹ. Mày đứng mạnh ra, tao đéo nói chuyện mày. Tao là chuyện đéo thằng những cái thằng bạn. Những cái thằng bạn tao ấy có em ấy, đéo thằng nào như mày luôn, tao thật mày thế.
không có thằng nào mà đấy, không có nhà nào mà có đứa em nào như này đâu. Bố mẹ ấy đẻ mày ra đúng không? Thôi. Tao ai nó cho. Thôi thì em biết lỗi rồi thì thôi không gọi nữa để em chịu. Mày bỏ ra. Tao đã nói thẳng luôn rồi. Tao làm chú rồi, kể mẹ can nhá. Quen mà hôm nay hôm qua mày gọi mày điện với tao như gai. Thế như gai. Em biết lỗi rồi. Tao đéo chiều mày. Em đừng có gọi. Hôm qua nhá, mày gọi ấy. Có điện ở ngoài kia kìa, mày còn thích tức tao nhá. Thì biết rồi, sao thôi không gọi ấy nữa. Mày đừng có giả tạo. Mày đừng có giả tạo. Em chia tay nó luôn, không yêu đương gì nữa. Mày đừng có giả tạo tao. Chiều mang sổ về cho. Thế con Xuân đâu? Nó ở nhà nó chứ nó ở đâu? Đi mẹ bây giờ nên nó xuống nhà nó mà không có nó ở nhà sao? Thì em biết là sao được, bây giờ em đi em coi trên gặp nó đâu. Tao đi mẹ mày, tao không phải trẻ con đâu mà nói kiểu thế. Bây giờ ấy, mẹ mày giờ sổ đỏ đâu mà nói ra ngay ra. Em cất ở trên kia rồi, tí em lấy về cho anh. Em mẹ, em còn trong người làm gì? Mày bảo là mẹ mày chia tay nó đúng không? Mày có chia tay thật nó không? Thật, em chia tay nó thật. Thì mẹ mày nhớ, tao cho mày đúng chiều hôm nay mày mang sổ đỏ về, mày đưa cho mẹ. Mày về mày xin lỗi mẹ, mày dẫn con kia về quỳ xuống xin lỗi mẹ. Thì mẹ tao bắt mày quỳ xuống luôn. Thì em chia tay em đuổi nó đi luôn mà. Tao nói là mày thế thì mẹ mày xem chiều nay mày không có bạn về. Tao nói là con nào lấy mày không chia tay nhá, ngày mai tao vẫn gọi cho chú bình thường. Tao nói là thế thôi, chiều hôm nay đấy. Tao cho đúng chiều hôm nay còn ngày mai ấy. Mà mày không lấy sổ đỏ nhà nhá, ngày mai bố mày sẽ kiện mày luôn. Đi em lấy về cho. Bây giờ em không về nhà đâu. Mẹ đã cho mày về nhà đâu. Giờ em đi lấy sổ về chứ. Mày lấy sổ đỏ về. Giờ em đi lấy về mẹ. Mày đi lấy ngay đuổi tao. Ừ, mới về. Mẹ nghĩ là mình dọa được tao mà. Tí bố mày đi bán luôn. Dọa mấy cái thằng công an làm cái gì. Tí nữa mà tao mang sổ đỏ tao bán nó bỏ cho Trung Quốc. Đó mày làm gì mà cứ làm. Tao sợ. Hello mọi người. Thì như mọi người cũng đã biết thì ngày xưa là Kiên khá là gầy đúng không? Là Kiên rất là trẻ con. Thì sau khi mà Kiên được một bà chị, bà ấy mách cho uống một cái sản phẩm, đó là sản phẩm vitamin tăng cân. Đây là sản phẩm mà Kiên đang uống rất là lâu rồi. Sản phẩm này thì là sản phẩm tăng cân Thái Lan. Một lọ của nó là 100 viên nha các bạn nhé. Thì cam kết với mọi người là uống một tuần là sẽ tăng cân. Và sau khi uống một lọ thì sẽ tăng từ 2 đến 8 cân nha mọi người. Thì sản phẩm này thì trẻ con trên 6 tuổi đã uống được rồi. Rất là dễ uống. Và bây giờ Kiên sẽ bóc hộp ra và Kiên sẽ uống cho mọi người xem nhé. Ok mọi người này. Một lọ của nó sẽ như này. Đó. Bây giờ Kiên sẽ khui hộp ra này. Các bạn uống thì một ngày 2 lần nhá. Mỗi lần thì 2 viên, một viên to, một viên nhỏ. Đó. Đó, như này. Một viên bé này. Viên một viên đỏ. Kiên sẽ uống luôn cho mọi người xem này. Đó. Cái sản phẩm này thì dành cho những các bạn nào mà ăn lâu năm mà ăn mãi mà không béo thì các bạn hãy dinh ngay một cái loại sản phẩm này về để uống nhá. Kiên cam kết là tăng cân luôn. Bạn nào mà muốn tăng cân ấy thì các bạn hãy nhắn tin trực tiếp vào Kiên đó. Nếu mà không tăng cân thì Kiên sẽ hoàn lại trả lại tiền luôn đó. Thì bạn nhắn tin trực tiếp vào số Zalo cho Kiên. Zalo thì Kiên đã để màn hình rồi và cho các bạn xem cái hình ảnh mà hồi trước là Kiên chưa uống này và sau khi uống nhá. Đây, các bạn thấy không, các bạn thấy không đấy, sự gắt vọt không đấy, sau khi uống một cái này có da có thịt, cái này đẹp dai ngay anh em ạ. Đấy, các bạn cứ yên tâm nhá, nhắn tin Zalo cho Kiên. Ok, bye bye.